nải năm. À, xin chào các bạn nè, đây là khu dân cư, khu biệt thự nải năm. Nải năm năm mẹ. Nải năm. Khu biệt thự nại năm. Đất tơ. Doctor Mark. Chợ Doctor. Đây là đường Nại Nam. Rồi, tôi tiếp tục đi. Bên phải là đĩa bay, sân vận động đĩa bay. Rồi tôi về đường 2 tháng 9 các bạn. Đây là đường 2 tháng 9. Khu luyện tập các môn thể thao thành tích cao. Bể bơi hè, bể bơi làng Đà Nẵng. Đấy, đường 29 nha. Đường 29 quá đẹp luôn. Đường 29. Tôi đi đường 29, tôi sẽ qua cái cầu tôi sẽ qua cầu Rồng đó bạn. Tôi sẽ qua cầu Rồng là tôi sẽ xuống đường Trần Hưng Đạo các bạn ạ. Và tôi chạy về đường Trần Hưng Đạo theo ra cầu Tiên Sơn. Tôi tới gần tới cầu Tiên Sơn là tôi sẽ đứng cho nó một chặp để xem khán đài phố hoa cái Đà Nẵng nó làm đi đâu rồi các bạn. Hôm nay tôi mục đích là đi ra tới đó để chia sẻ các bạn việc khán đài phố hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024 cho các bạn xem.
Ê, và tiếp tục đi trên con đường 29. Tôi là không đi lên cầu vượt mà tôi đi xuống dưới. Đường 29 rực rỡ cờ hoa luôn. Các bạn thấy cờ hoa. Cờ với là hoa. Phía tay trái tôi là cầu vượt hang chính. Rồi tôi sẽ rẽ phải Vinh Vinh Sáu à Vinh Vinh Sáu và tôi sẽ rẽ trái. Trái nơi đường này là đường gì? Ê, những cái quân nhậu những quân nhậu phía ta phải tôi là những cái tòa nhà mới xây, tòa nhà mới xây rất là đọc vô luôn giờ, chắc có lẽ là những cái khách sạn, chủ khách sạn này chuẩn bị vô khai thác rồi. Ê, bữa nay cũng chuẩn bị xây dựng nè. Ê, công viên Abet nè. Công viên Abet. Đường này là đang sửa sang để hình thành một là con đường đi bộ ấy các bạn. Bác dẫn cái trụ đèn rất đẹp luôn. Cái trụ đèn rất đẹp. Tranh thủ làm đến nhà đến ngày khai mạc phố hoa quốc tế Đà Nẵng là phải xong chắc. Các bạn thấy quá đẹp rồi nào. Rồi tôi sẽ lên cầu, lên cầu rồng.
À, tôi xuống cái cầu, tôi xuống đường Trần Hưng Đạo để về pháo đài Phố Hoa cả có mặt đẹp. Hôm nay là ngày 13/14 rồi. Bốn mười lăm rồi đi, còn cỡ khoảng 20 ngày là sẽ khai mạc Phố Hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 các bạn. Đây nhà tôi ra để xem thử vấn đề Phố Hoa đến đâu rồi. Rồi, tôi sẽ xuống đường này. Đây, đây là đường Trần Hưng Đạo. Tôi sẽ chạy Lý Nam Đế. Đường Lý Nam Đế là đường là chợ đêm Sơn Trà. Đấy, cà phê đẹp chưa? Ban ngày tại cầu quá tình yêu. Rồi, tôi sẽ đi trên con đường này. Gần đến là cầu Thuận Phước là đến chỗ cái khán đài Phố Hoa. Khán đài Phố Hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 đây không? Cái đó tôi sẽ dừng lại và chia sẻ các bạn một chặp về cái về cái khán đài các bạn nè. Chữ khán đài nó làm đến đâu rồi? À, các bạn nhớ đón xem lễ hội Phố Hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 các bạn. Tôi sẽ chia sẻ các bạn đầy đủ những cái trận trận Phố Hoa các bạn ạ. Bạn nhớ đón xem, các bạn nhớ đăng ký kênh Tìm Kiếm Vlog để xem cho đầy đủ, cho trọn vẹn những cái tặng Phố Hoa. Tặng Phố Hoa quốc tế Đà Nẵng.
như cái đêm đầu tiên để khai mạc là đêm nào? Các bạn thấy chưa, bắt đầu làm. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 tổ chức giữa tháng 6 lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024 tiếp sẽ kéo dài hơn một tháng, từ mùng 8 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 với 8 đội thi. Mùa giải thứ 12 của lễ hội pháo hoa quốc tế DIP có chủ đề Made in Unity, kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu, do Sun Group là đơn vị đồng hành, tài trợ và tổ chức thực hiện. Sự kiện sẽ diễn ra trong 5 tuần, tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn với 8 đội thi. 7 đội quốc tế gồm Pháp, Italia, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan sẽ tranh tài cùng đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Trong đó, Đức, Trung Quốc, Mỹ lần đầu góp mặt tại lễ hội. Đêm khai mạc DIP 2024 diễn ra vào tối mùng 8 tháng 6 với chủ đề Best of Unique Culture, tinh hoa văn hóa cùng phần thi mở màn giữa đội Việt Nam và đương kim vô địch năm 2023 Pháp. Các đêm tiếp theo lần lượt là cuộc tranh tài giữa các đội Italia, Mỹ ngày 15 tháng 6 với chủ đề Tuyệt tác thiên nhiên, Đức, Ba Lan ngày 22 tháng 6, chủ đề tình yêu diệu kỳ, Trung Quốc, Phần Lan ngày 29 tháng 6, chủ đề thế giới thần tiên. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 13 tháng 7 với tên gọi Made of Young Generation, nhịp đập tương lai. Như những mùa trước, các đội pháo sẽ có 20 đến 22 phút để trình diễn. Đêm khai mạc và chung kết DIP 2024 dự kiến truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 10 phút trên kênh VTV1. Năm nay, đội quán quân nhận được 20.000 đô la, cúp và giấy chứng nhận. Đội Á quân nhận 10.000 đô la, cúp và giấy chứng nhận. DIP 2024 tiếp tục duy trì giải yêu thích nhất cho khán giả bình chọn, trị giá 5.000 đô la. Đại diện ban tổ chức cho biết đây sẽ là lần thứ 12 lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức bên bờ sông Hàn. Với chủ đề kết nối toàn cầu, rạng rỡ năm châu, lễ hội năm nay truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng, đại diện ban tổ chức chia sẻ. Ngoài các phần trình diễn pháo hoa, DIP 2024 còn có chuỗi sự kiện đồng hành từ các buổi triển lãm đến biểu diễn nghệ thuật trên khắp địa bàn Đà Nẵng. Hàng loạt các địa điểm du lịch, giải trí nổi tiếng của thành phố như Sun Gurbana Hills, Công viên Châu Á, Asia Park sẽ tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện âm nhạc, nghệ thuật trong mùa pháo hoa năm nay. Dự kiến để khai mạc mùa pháo hoa 2024, thành phố sẽ chiêu đãi du khách với show trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Yeti và Libra do nhà sản xuất H2O của Australia thực hiện. Trong lần tổ chức gần nhất vào hè năm 2023, DIP đã trở thành sự kiện tâm điểm hút du khách đến Đà Nẵng. Thống kê, trong giai đoạn tháng 6 năm 2023, tổng lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 706.000 lượt, tăng 34,1% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng giai đoạn này thường xuyên đạt mức 70%, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.874 tỷ đồng. Số lượng chuyến bay đến Đà Nẵng có giai đoạn lên đến 150 chuyến mỗi ngày, gấp 1,5 lần bình thường. Ban tổ chức kỳ vọng DIP 2024 tiếp tục trở thành sự kiện điểm nhấn, góp phần giúp Đà Nẵng trở thành tâm điểm trong mùa du lịch hè, điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á như Gure và Airworks từng hai lần vinh danh. Đặc biệt, tại DIP 2024, ban tổ chức dự kiến sẽ bổ sung hạng một biểu diễn pháo hoa trên giác kỳ tại sông Hàn trong đêm khai mạc để tăng tính hấp dẫn và mới lạ cho chương trình. Các hạng mục công trình, hệ thống sân khấu, ánh sáng, âm thanh đang được gấp rút hoàn thiện và sẽ hoàn tất trước ngày 30 tháng 5. Hiện nay, Sun Group đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hoàn thành công tác sửa chữa kho pháo, dự kiến phối hợp cùng Công an thành phố cùng thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, hoàn chỉnh công tác bảo đảm an toàn tại khu vực kho chứa pháo trước ngày 15 tháng 5.
tại bãi bắn trước ngày 27 tháng 5 tại DIF 2024. Ngoài khu vực sân khấu chính, dự kiến sẽ có 4 cụm âm thanh dọc các tuyến đường. Cụ thể, cụm 1 đối diện giao lộ đường Đống Đa, Bạch Đằng, 3 tháng 2, cụm 2, khu vực cầu Chữ Ti, đường Bạch Đằng, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng mới, cụm 3, khu vực từ kháng đài B1 đến cầu Sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, cụm 4, khu vực từ Olalani đến kháng đài B2. Trong mỗi đêm trình diễn pháo hoa, ban tổ chức sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra, còn có 40 hoạt động nghệ thuật đồng hành. Một cái công trình nè, công trình là công trình khách sạn, công trình nhà ở vậy đây. Các bạn thấy cần cảo không? Kiếp chưa? Trên đây nhìn nhà ra sông, nhìn ra sông Hàn. Ra mắt Tà Thấp. Bên này cũng còn một công trình nữa nè, quá trời công trình nè, công trình xây dựng để tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn. Cái giải này chưa đang bán này các bạn, đang bán những căn hộ. Đây, phía trước là cái cầu Thuận Phước đây. Cầu Thuận Phước.
Đây là cái công viên. Công viên này tôi chia sẻ các bạn nhiều lần rồi. Công viên này tôi chia sẻ các bạn là rất là nhiều lần. Các bạn có thể xem lại đăng đăng kênh của tôi đấy. Rồi, video của tôi đến đây kết thúc các bạn. Hẹn các bạn video sau nè. Thôi, xin chào các bạn. Hẹn các bạn video sau.